Vâng, âm thanh Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn đam mê âm nhạc trên khắp mọi miền Tổ quốc thân mến. Vâng, tiếp theo những sản phẩm lại rời khỏi cửa hàng âm thanh Hạnh ngày hôm nay, ngày 1 tháng 4 năm 2019. Vâng, ở clip trước thì cửa hàng được chào đón một đoàn khách đến từ Nam Định và vị khách đến từ Nam Định cũng đã sắm được hai sản phẩm bên cửa hàng cung cấp là một chiếc đầu CD Acouphase 430 hàng mới tinh chưa qua sử dụng và một cặp loa JBL L100 Kenturi chéo còn nguyên căng xốp. Và tiếp theo tại thời điểm này cũng đã là gần 10 giờ đêm rồi, cửa hàng vẫn được chào đón một đoàn khách đến từ Hà Nội. Đoàn khách thì xin được giấu tên, giấu hình. Và chúng cũng đã lựa chọn được một chiếc âm ly bên cửa hàng cung cấp là một chiếc âm ly Acouphase E350 còn nguyên thùng hộp. Xin lỗi, E370 còn nguyên thùng hộp. Và chúng cũng đã lựa chọn cho mình được một cặp dây AV của hãng Macintosh. Quay hôm nay cậu mở TV thì cậu có hình được không? 370 hay 350? 370. Đây là một cặp loa JBL L100 Kenturi thẳng hàng của vị khách đến từ Cần Thơ. Cửa hàng cũng đã test trong buổi chiều ngày hôm nay rồi và trong buổi sáng mai cửa hàng sẽ đóng gói vận chuyển hàng cho những vị khách hàng ở xa. Vâng, chiếc âm ly Acouphase E370 còn nguyên thùng hộp tại thời điểm này thì có giá dưới 90 triệu. Kênh của cháu không để kênh kiếm tiền nữa, để bán hàng thôi. Vâng, mọi thông tin chi tiết mua sắm về tất cả các sản phẩm audio bên cửa hàng âm thanh Nghĩa Hạnh cung cấp, quý vị và các bạn hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng âm thanh Nghĩa Hạnh theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của âm thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Hôm tiếp theo những ngày tới thì cửa hàng tiếp tục lại về những chiếc âm ly 470 còn nguyên thùng hộp và những chiếc đầu CD tiếp tục cập bến và những cặp loa còn nguyên thùng xốp. Vâng, âm thanh Đức Hạnh xin tạm dừng video tại đây để đóng hàng cho những vị khách về với gia đình mình sớm hơn trong buổi tối muộn ngày hôm nay. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại.